Chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý một số cơ quan đơn vị. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn dự và trao quyết định bổ nhiệm. Tại đây, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm ông Phạm Văn Đà, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức Phó Trách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 5 năm, 60 tháng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh đối với ông Hoàng Trọng Hưng và Phó Giám đốc Sở Thông vận tải đối với bà Đỗ Thị Lan trong thời hạn 5 năm 60 tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trong quyết định và phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đợt này bắc giang đang đứng trước nhiều cơ hội để bứt phá vươn lên do đó phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trong nhiệm kỳ mới ở cương vị công tác của mình các đồng chí tiếp tục phấn đấu nỗ lực hơn nữa để đáp ứng yêu cầu công việc cùng tập thể lãnh đạo đơn vị xây dựng mối đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ